Chào cô chú anh chị đang xem video của Sài Gòn Hoa ngày hôm nay. Trong video trước thì em có chia sẻ cho các anh chị là khi đi chọn cây sứ đại và lộc vừng có nên chọn những cây đang rụng lá hay là đang ra lá để mà trồng hay không, và được rất nhiều các anh chị quan tâm. Và tiếp tục series đó thì ngày hôm nay em sẽ lại chia sẻ cho các anh chị những mẹo hay là những lưu ý khi chúng ta đi chọn cây bóng mát, đặc biệt là những cây có hoa để trồng cho công trình hay là cảnh quan sân vườn nhà mình. Và nên chọn những cây đang ra hoa để trồng hay không? Và với những cây bóng mát khi đang ra hoa như vậy thì có lưu ý gì khi mà chúng ta chọn trồng hay không? Thì em sẽ chia sẻ ngay sau đây. Anh chị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay với em ạ. Cây bóng mát mà còn có hoa đẹp thì một vài cái tên mà anh chị không thể bỏ qua để mà trồng cho sân vườn nhà mình. Chẳng hạn như là cây lộc vừng. Đây, cây lộc vừng đây là chúng ra hoa rất là đẹp, ra hoa màu đỏ và hoa rực rỡ luôn ạ. Hay là có sứ đại, kèn hồng, chuông vàng, cây giáng hương cũng là những loại cây bóng mát cho hoa rất là đẹp. Nên là anh chị khi mà chúng ta chọn trồng cây thì khi mà chúng ta tới vườn hoặc là chọn cây sẽ rất dễ. Chúng ta sẽ chọn được những cây mà chúng đang ra hoa, hoặc là nhà vườn sẽ gửi cho anh chị những cái hình cây mà chúng đang nở hoa cho các anh chị xem cũng như là chọn. Vấn đề là khi mà các anh chị xem và chọn những cây như vậy thì đầu tiên các anh chị hỏi nhà vườn giúp em là cây có đang ra hoa và tình trạng cây có phải là đang ra hoa giống như là ở trong hình hay là trong tư liệu mà các nhà vườn gửi cho các anh chị hay không, để chúng ta có thể quyết định là chọn trồng ngay được hay là chúng ta sẽ phải bắt đầu là có một thời gian để chọn lựa cũng như là xem xét lại cây, tình hình sức khỏe của cây. Bởi vì ngoài sứ đại ra thì những cây bóng mát còn lại chúng sẽ cho hoa theo từng đợt hoặc là theo mùa, mỗi năm có một mùa hoặc là 2 đến 3 mùa hoa. Vậy thì khi mà các anh chị đi xem cây, chúng ta khi mà xem được một cái cây chúng đang ra hoa như vậy, chứng tỏ là cây đang dồn hết sức của cây vào việc ra hoa, nên là cây lúc đó có thể sẽ bị suy hoặc là bị yếu. Nên là khi mà các anh chị chọn những cây bóng mát như là cây lộc vừng hay là cây giáng hương khi mà cây đang ra hoa để trồng, anh chị sẽ phải lưu ý là chúng ta sẽ phải chăm sóc rất là kỹ cũng như là cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng, khâu kỹ thuật để mà dưỡng cây, để cây bứng đi trồng lại sẽ ổn phát triển khỏe là một vấn đề rất là khó khăn. Nên là anh chị sẽ không nên lựa chọn những cây bóng mát thân gỗ trong thời gian ra hoa để mà trồng cho công trình nhà mình. Điểm này em nhấn mạnh các anh chị sẽ lưu ý giúp em ạ. Và còn một điều nữa, tất nhiên rồi, khi mà những cây bóng mát được ươm dưỡng ở vườn tán lá xum xuê và xanh như thế này, trong quá trình bó bầu, vận chuyển và trồng thì bên em cũng như là các đơn vị bên Sài Gòn Hoa cũng như là các đơn vị thi công khác sẽ đều thực hiện một bước, đó chính là tỉa tán lại để cho cây gọn, và cũng như là giúp cho cây có thể giảm khả năng thoát nước. Khi mà trồng thì cây sẽ ít bị suy cũng như là héo rũ nhất. Nên là khi mà cây đang có hoa như vậy, mặc dù hoa đẹp nhưng mà bắt buộc bên Sài Gòn Hoa vẫn sẽ cắt tỉa để đảm bảo rằng là khi chúng ta thi công trồng, cây sẽ sống khỏe nhất, không có để hoa. Nên là khi mà các anh chị chọn một cây hoa nhiều rực rỡ đang nở để mà trồng thì không hẳn khi mà trồng xuống cây sẽ đẹp liền và có hoa liền, nở hoa ngay lập tức như vậy. Vậy nên việc trồng cây bóng mát mà chúng ra hoa đẹp là cả một quá trình thời gian các anh chị chăm sóc sau đó, và việc cây nở hoa là đền đáp lại sự chăm sóc của các anh chị. Nên là các anh chị khi mà chúng ta chọn cây nở hoa như vậy trồng vừa không có lợi mà cũng không hẳn là có hoa. Nên là các anh chị khi mà chọn trồng cây bóng mát sẽ không chọn cây có hoa để mà trồng ngay ạ. Tuy rằng không nên chọn những cây bóng mát đang có hoa để trồng ngay cho cảnh quan nhà mình, nhưng mà các anh chị vẫn có thể lựa chọn những cây đó. Trong quá trình các anh chị đi xem cây và chọn cây, thấy cây đang có hoa thì lúc đó là một lợi thế, bởi vì các anh chị sẽ có thể nhìn được hoa của chúng, thấy được hoa của chúng như thế nào, thực tế ra sao, và hoa đó thì có đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là gu thẩm mỹ sở thích của các anh chị hay không. Với cây bóng mát đang ra hoa, tuy là các anh chị sẽ không trồng ngay trực tiếp, nhưng mà khi các anh chị đi chọn cây, đến các nhà vườn hay là các địa điểm xem cây mà thấy trên cây chúng đang có hoa là một điểm đặc biệt lợi thế cho các anh chị. Bởi vì các anh chị biết là có những loại cây như là sứ đại hay là cây phong linh thì chúng sẽ có rất là nhiều những màu hoa. Các anh chị sẽ thấy được là có sứ đại màu hồng, màu trắng, màu vàng, màu cam đào, màu đỏ hay là màu đỏ sậm. Phong linh thì cũng sẽ có phong linh tím và phong linh vàng. Nếu như mà nhìn một cây không thì rất là khó để phân biệt được là màu hoa chúng. Các anh chị sẽ khó để chọn được cái màu hoa mà chúng ta yêu thích.
có khi sẽ nhầm lẫn, khi mà các chị trồng thì chúng sẽ ra một màu hoa khác chẳng hạn. Nên là nếu như mà cây đang ra hoa như vậy, các anh chị đến xem cây có thể xem được chính xác cái mặt hoa mà cái cây các anh chị đang chọn, để các anh chị có thể đánh dấu, đặt cọc cho nhà vườn, chọn cây đó để nhà vườn để cây đó lại cho các anh chị. Và sau đợt hoa thì các anh chị sẽ liên hệ nhà vườn để vận chuyển cây đó đến trồng cho các anh chị, thì lúc đó tỷ lệ sống cao hơn, cây sẽ đúng mặt hoa giống như các anh chị mong muốn, yêu cầu, và cây sẽ rất là nhanh hồi phục sau khi các anh chị trồng, tỏa bóng mát nhanh hơn và cho hoa đẹp nữa. Và đây chính là ngoại lệ mà em đã có giới thiệu ở đầu video cho các anh chị thấy đó, chính là cây sứ đại. Thì cây sứ đại ở vườn Sài Gòn Hoa lúc nào chúng cũng sẽ có hoa như thế này, có rất nhiều màu hoa cũng như là nhiều kích thước cho các anh chị lựa chọn. Cây sứ đại của vườn Sài Gòn Hoa thì được khai thác và ươm dưỡng từ vườn ươm ở trên Bình Phước và chuyển về ở Sài Gòn để ươm dưỡng thuần khí hậu nắng nóng ở khu vực miền Nam. Và cây sẽ được ươm dưỡng ít nhất là khoảng 4 đến 6 tháng, bầu rễ ổn định cho các anh chị nào có nhu cầu trồng làm cây bóng mát, làm cảnh quan cho sân vườn hay là các cảnh quan khu dân cư hay là đô thị. Anh chị nào có nhu cầu mua cây bóng mát thì có thể liên hệ đến Sài Gòn Hoa, thông tin ở đây. Sài Gòn Hoa sẽ tư vấn và cung cấp cho các anh chị các dịch vụ cần thiết. Chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.